Hôm nay cuối tuần ha, mình đi dự cái tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập viện thẩm mỹ nè. Beauty Image nè. Đang tranh thủ chụp hình nha. Tranh thủ chị em mà chụp hình trước đi, người nào cũng lộng lẫy hết á. Đây cái cửa vừa mới bước vào nha. Nhà hàng The Crown One ở Blessing, New York. Rồi bây giờ mình vô nha, mình hello em. Mời khách 6 giờ nha. Mời khách 6 giờ. Mà giờ ra cũng là 6 giờ nha. Mà Việt Nam mình đi giờ thì là 6 giờ đó. Mà chưa thấy ai á, leo mới có vài người à. Tranh thủ chụp hình đồ này nọ ha. Rồi mình tới chỗ ngồi nha, mình chỗ này bàn này của mình nè, bàn này của mình nè nha. Từ sân khấu xuống 1, 2, 3 bàn ngồi này. Vậy là mình ngồi ngay gần sân khấu là cũng là VIP chứ không phải không đâu nha. Bàn của mình cũng gần sân khấu. Cũng 30 bàn, tổng cộng 30 bàn. Có Kevin đó, Kevin CEO của chụp chưa? Chụp hình chưa? Tôi chụp của công ty thôi, còn chụp riêng trong phone em chưa chụp. Giờ chụp ở đâu, muốn chụp ở đâu? Thì đứng ở đó, nhưng mà của công ty nó đứng chụp rồi. Ở chút là nó chụp xong vô chụp. Của công ty đứng chụp rồi. Mỗi người khách được chụp đó. Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty mỹ phẩm mà Beauty Image đó. Cái đó là Kevin CEO của hạ công ty đó. Kỷ niệm 10 năm. Nữ đó có bác sĩ rồi này nọ. Rồi mấy người Hàn Quốc. Đang tranh thủ quay phim chụp hình đó đằng kia nữa. Có phỏng vấn nữa kìa. Hai ba cái máy quay chụp hình về máy quay phim nữa nè. Wow. Cái đó là khai trương ở Việt Nam á, trên cái màn ảnh video đó. Ở Việt Nam á nó khai trương. Cái grand opening là khai trương cũng hãng thẩm mỹ ở Việt Nam luôn, thấy không? Đó trên màn ảnh á đang chiếu lại đó. Tổ chức ở Việt Nam. Nó có nhiều chi nhánh lắm mà, ở Manhattan của New York cũng có một cái. Manhattan chi nhánh có một cái hả? Ở đâu? Manhattan. Ở ngoài Manhattan á. Ngay chỗ Midtown á. Đó. Tranh thủ chụp hình ha. Hãy
có bày cái mỹ phẩm ở đằng kia nữa rồi bán mỹ phẩm ở đằng kia nữa đó. Đây là mỹ phẩm này, trưng bày mỹ phẩm nè. Đây là mỹ phẩm này. Còn đây là quảng cáo của tiệm đây. Wow, chị Lan chụp với mình tấm không? Kìa, vô là mới vô để chụp một công ty hãng chụp cho mình đó. Chị muốn chụp không? Xong rồi mới cho hai ông. Đó, giờ chị em mình tới đông đông chút xíu rồi đó. Đó. Đó chụp hình, tranh thủ chụp hình đằng kia nữa kìa. Chụp hình đến sân khấu. Ca sĩ Alex Kong. Ủa tàu Việt à? Ủa vậy là ca sĩ tàu Việt. Not just beautiful, handsome too, right? Guy, hit that too.
khoảng thời gian 10 năm. 10 năm là một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Và chúng tôi đã nhìn thấy sự trưởng thành trong quá trình sinh, khai sinh cũng như nuôi nấng đứa con tinh thần của mình. Beauty Image CEO Kevin Nguyễn cùng với team của mình đã có một chặng đường khá dài để nuôi nấng và lo lắng cũng như là mỗi ngày phúc đắc. Tôi xin hân hạnh được mời CEO Kevin Nguyễn. Rất là cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các sinh viên bạn bè tại New York đến năm 2010 năm chỉ được. Xin cảm ơn rất là nhiều. Chơi lại, chúng ta lấy được món đồ quốc gia nhé.
rồi, thank you so much everybody. Đã bảo vệ không ạ? Đúng không? Chưa đi ra chụp hình với lại ca sĩ Andy West nè, với ca sĩ Andy West nè, đi ra chụp hình tắm. Bàn của mình nó có 5 người à, thành tử. Bàn của mình có 5 người à, nữ đồ ăn dư nhiều quá nên lấy to go về nè. Mấy bàn khác thì không có dư nhưng mà bàn mình có 5 người là dư nên lấy đồ to go về quá trời luôn. Đồ ăn dư nè. Ta hồ lấy về. Mà nói chung là đồ ăn cũng ngon lắm. Thêm một niềm vui nữa. Chúc là hạnh diện với phải nói chung là thank you.
ai cũng quay phim hết trơn à. Coi nè, coi mấy cái phone giơ lên nè. What? Channel, ok, now tell me song for you. Hát mãi lên rồi thôi. Và như đây, thì mình phải giúp nhau.
đây là cái poster của ca sĩ Alex Kong nè, ca sĩ người Hoa Alex Kong. Hồi nãy hát hay quá, hát hay quá nhưng mà biết tiếng Việt nha, biết tiếng Việt đó nha. Ca sĩ người Hoa Alex Kong.